Tháng 4 này đi hội chợ chơi với mình nha. Chuyện là sắp tới mình có một gian hàng tại Sài Gòn Artist Fair. Đây là hội chợ cuối tuần kết hợp với Hello Weekend á. Nhưng mà sẽ có rất nhiều gian hàng của các artist khác, đồ thủ công, handmade, có cả workshop và đồ ăn thức uống nữa. Quan trọng là free vé vào cổng nên mọi người tới chơi thoải mái nha. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 21, 22, 23 tháng 4 tại sân vận động Hoa Lư, quận 1, tức 3 ngày cuối tuần á. Mình sẽ bán những app print là tranh mình vẽ cùng với sự lấp lánh bling bling này. Mình cũng có làm thêm một số thiệp pop-up nhỏ phù hợp cho mọi người tặng sinh nhật, chúc mừng hoặc là lễ kỷ niệm. Hiện tại chỉ có 3 mẫu, nhưng mà mọi người có thể chọn màu cũng như là yêu cầu mình viết tên lên nha. Ngoài ra còn có combo nến thơm và thiệp sinh nhật nữa nè. Gian của mình bé bé thôi, nhưng mà mong mọi người có thể tới chơi, tới gặp mình cũng như là ủng hộ những sản phẩm của mình nha. Hẹn gặp các bạn tại hội chợ. Bye bye!